Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục xe của Báo Thanh Niên. Bên kia tôi đây là chiếc Volkswagen Tiguan All-Space phiên bản Luxury. Phiên bản này thì vừa được bán ra tại Việt Nam vào hồi tháng 7 năm 2019. Và so với bản tiêu chuẩn thì Tiguan All-Space Luxury có mức giá cao hơn từ 100 đến 120 triệu đồng. Vậy thì nó có những cái tính năng gì nổi bật so với phiên bản tiêu chuẩn? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Trên Volkswagen Tiguan All-Space phiên bản Luxury thì có 3 cái tính năng mới so với phiên bản tiêu chuẩn. Đầu tiên là cái màn hình hiển thị phía trước vô lăng. Màn hình kỹ thuật số Digital Cockpit có kích thước 12,3 inch và nó hiển thị rất là sinh động các thông tin về xe. Với màn hình này nó sẽ có hai cái ưu điểm. Thứ nhất thì nó giúp cái xe trông hiện đại hơn. Cái thứ hai thì nó hiển thị những cái thông tin rất là chi tiết sống động và giúp người lái dễ dàng quan sát hơn. Tính năng mới thứ hai trên Volkswagen Tiguan All-Space phiên bản Luxury đó chính là hệ thống camera 360 độ. Thì với cái hệ thống này, khi mà chúng ta nhấn nút P ở trên bảng tắp lô kèm kèn số thì cái hình ảnh về xe sẽ hiển thị rất là sinh động trên màn hình bố trí ở ngay bảng tắp lô. Với cái màn hình này thì chúng ta có thể chỉnh các cái chức năng quan sát các vị trí xung quanh xe. Tính năng mới tiếp theo trên Volkswagen Tiguan All-Space phiên bản Luxury chính là sự xuất hiện của hệ thống đổ xe bán tự động Park Assist. Tính năng đổ xe bán tự động trên Volkswagen Tiguan All-Space phiên bản Luxury sẽ hỗ trợ người lái hai chức năng là đổ xe vuông góc và đổ xe song song. Ngay sau đây thì tôi sẽ thực hiện cái tính năng ghép xe song song vào bãi đổ. Đầu tiên thì khi mình cần di chuyển và xi nhan vào để xác định cái vị trí đổ, sau đó bấm nút P có biểu tượng vô lăng trên bảng tắp lô điều khiển. Hệ thống cảm biến trên xe đã xác định điểm đổ và thông báo xe tiến về phía trước. Sau khi đã xác định chỗ đổ rồi thì trên màn hình sẽ hiển thị thông tin chúng ta sẽ về số lùi để cho xe dè vào bãi đổ. Chúng ta sẽ cài kèn số VR, sau đó buông chân ga. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh chân ga, còn xe sẽ tự động đến lái. Vậy là phần đổ xe sẽ đã kết thúc. Vừa rồi là những tính năng nổi bật trên chiếc Volkswagen Tiguan All-Space phiên bản Luxury. Thì cái màu xe này sẽ phù hợp hơn với những người mà yêu thích công nghệ trên một chiếc SUV 7 chỗ. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị hiểu thêm về màu xe này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.